Kính thưa quý vị, xe tải lật, hàng chục con lợn chạy toán loạn trên đường phố. Khoảng 4 giờ 30 ngày 6 tháng 11, trên quốc lộ 60 thuộc địa bàn xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày, Bến Tre, xảy ra vụ lật xe tải do đâm vào giải phân cách, làm hàng chục con lợn bỏ chạy tán loạn, nhiều con bị gãy chân. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 84C02953 đang lưu thông trên đường chở 35 con lợn thịt từ Trà Vinh đi thành phố Sài Gòn thì bất ngờ đâm vào giải phân cách rồi lật nhào. Rất may không có người thương vong vì thời điểm xảy ra vụ việc lúc sáng sớm, rất ít có phương tiện lưu thông trên đường. Khi chiếc xe tải bị lật, 35 con heo được chở trên xe có một số bị gãy chân, số còn lại chạy tán loạn. Mọi người xung quanh giúp giữ đàn lợn lại, nhưng do bị hoảng sợ chạy tán loạn nên bị lạc mất hai con. Chủ của số lợn thịt trên phải nhờ một xe tải khác chở heo đi Sài Gòn và tìm hai con còn lại. Ông Thạch Đa Ra, cư ngụ tại Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cho biết nguyên nhân xe bị lật vì tránh một xe khác đang băng qua đường. Tuy nhiên, theo nhận định của lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mỏ Cày, có khả năng tài xế bị ngủ gục đâm xe vào giải phân cách dẫn đến lật xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.